Motorola vừa làm mới dòng điện thoại thông minh giá rẻ G của mình với 4 sản phẩm mới. Dòng sản phẩm mới bắt đầu với Moto G31 với giá 200 euro, 227 đô la Mỹ. Nó được tham gia bởi Moto G41 với giá 250 euro, 284 đô la Mỹ và Moto G51 và Moto G71 sẽ được bán với giá lần lượt là 230 euro, 261 đô la Mỹ và 300 euro, 340 đô la Mỹ. Cùng với dòng G, Motorola cũng đã công bố một chiếc flagship có giá cả phải chăng mang tên Motorola G200 sẽ phục vụ cho phân khúc cao cấp. Dòng G tiếp nối chặt chẽ với Moto Watch 100 được ra mắt ngày hôm qua. Mặc dù mỗi chiếc điện thoại này phục vụ cho một mức giá cụ thể, nhưng giữa chúng có khá nhiều điểm tương đồng. Ví dụ, tất cả các điện thoại đều có cùng một viên pin 5000 mAh. Cùng một phiên bản Android 11 Vanilla với một số tính năng tùy chỉnh do Motorola tích hợp sẵn và một bản cập nhật hệ điều hành được đảm bảo. Bốn điện thoại cũng chia sẻ cùng một màn hình cắt lỗ trung tâm, cũng như một máy ảnh siêu rộng 8MP và một ống kính macro 2MP. Moto G31 và G41 là các thiết bị 4G dùng chung bộ xử lý MediaTek Helio G85. Màn hình OLED 6,4 inch FHD cộng 60Hz và camera selfie 13MP. Cả hai thiết bị đều có xếp hạng IPS2 cũng như khe cắm thẻ nhớ microSD. Moto G31 có camera chính 50MP, sạc 10W, 4GB RAM và 64GB hoặc 128GB dung lượng lưu trữ, trong khi G41 đi kèm với camera chính 48MP, sạc 30W, 6GB RAM và 128GB dung lượng lưu trữ. Moto G31 sẽ có màu xám khoáng và xanh dương nhạt, trong khi Moto G41 sẽ có màu đen thiên thạch và vàng ngọc trai. Cả Moto G31 và G41 đều sẽ sớm có mặt tại châu Âu, sau đó là các đợt ra mắt tại châu Mỹ Latin và Trung Đông. Moto G51 và G71 cung cấp chipset Snapdragon cùng với 5G như một phần của mức giá cao hơn của chúng. G51 có chip Snapdragon 480 Plus chạy bên dưới màn hình LCD FHD cộng 6,8 inch với tốc độ làm mới 120Hz cũng như 4GB RAM và 64GB dung lượng lưu trữ. Điện thoại cũng có sạc 10W, camera chính 50MP và xếp hạng IP52. Moto G71 nằm ở phần cuối cao cấp của bộ truyện, có bộ vi xử lý 6 nanomet Snapdragon 695 5G mới ra mắt, 6GB RAM và 128GB dung lượng lưu trữ. Nó được trang bị tấm nền OLED 6,4 inch 60Hz, sạc 30W, camera chính 50MP và camera selfie 16MP. Moto G51 sẽ có màu bạc sáng và xanh tràm, trong khi G71 sẽ có các màu xanh bắc cực, đen sắt và xanh hải vương. Cả hai thiết bị cầm tay này cũng sẽ được phát hành đầu tiên ở châu Âu, tiếp theo là Ấn Độ, Mỹ Latin và Trung Đông. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!